Alo nghe mẹ. Dạ. Ừ. Không. Năm nay con không có về được đâu. Rồi có gì năm sau sắp xếp về. Dạ. Nữa. Con nói mẹ nhiều lần rồi, con không có thích mẹ áp đặt con vậy. Trời ơi, cưới cái gì mà cưới, sự nghiệp chưa có nữa đòi cưới đâu ra. Trời. Rồi. Biết rồi. Hiểu rồi. Rồi vậy nha. Thôi giờ bận lắm, đi liền nha. Đi rồi. Bận. Trời đất ơi. Bởi con với mẹ không có hòa hợp được là vậy á. Con xin lỗi cô nha. Hay là bây giờ cô đứng lên nói chuyện với con rồi mình tính tiếp ha? Không, tôi đứng không được. Tôi gãy chân rồi đây nè. Bây giờ cô phải có trách nhiệm với tôi. Cô phải bồi thường cho tôi nữa. Dạ rồi, con sẽ bồi thường cho cô. Nhưng mà... À, cô ơi. Dạ. Mọi chuyện không có như cô nghĩ đâu. Nãy tôi ngồi uống cà phê bên đường á, tôi thấy cái bà già này là bà cố tình đâm đầu vô xe của cô để mà bà moi tiền cô á. anh thấy vậy thiệt hả anh? Thiệt mà, không phải có mình tôi đâu. Mấy người bên đường cũng thấy nữa. Đó, cho nên tôi nói thiệt là bà này bả cố tình bả đâm đầu vô xe của cô, bả dàn cảnh để đòi cô tiền đó, cô đừng có tin. Thật ra đây là mẹ tôi. Hả? Mẹ tôi lớn tuổi rồi, cho nên có hơi lú lẫn, không có nhớ được gì hết. Dù vậy nhưng mà tôi cũng rất là yêu thương, với lại lo lắng cho mẹ. Mẹ muốn chơi mà, cho nên tôi chơi với mẹ mà. Chỉ cần mẹ được vui thôi. Ủa? Toàn, sao con về mà con không nói cho mẹ nghe? Con, trời ơi, sao con không nói cho mẹ biết trước? Mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Mọi người ơi, con trai của tôi nè. Mọi người thấy nó có đẹp trai không? Con mà con đói bụng phải không? Mẹ có mua sữa cho con nè. Sữa này ngon lắm, thơm nữa. Con uống đi cho nó khỏe. Dạ, con cảm ơn mẹ. Trời ơi, mẹ biết con thích uống sữa này, mẹ mua cho con luôn. Mẹ thương con quá à. Hay là giờ vậy nha, mẹ con mình đi về nhà đi, cái mình uống sữa chung, để chịu không? Ừ. Nha mẹ, mình đi về nhà nha. Con dắt cô lên xe ha. Em cảm ơn anh nha. Tại vì lúc trẻ tôi không có quan tâm tới mẹ nhiều, cho nên bây giờ tôi muốn quan tâm mẹ nhiều hơn á mà. Không có sao đâu. Thôi xin lỗi anh, em đi trước nha. Chào cô. Sữa Love Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh, đóng gói tại Việt Nam, chất lượng chuẩn quốc tế, giá sữa nội. Chọn Love, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Love a day, gieo nụ cười. Love a day, yêu mọi người.